Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện điều trị COVID-19 Củ Chi ngừng nhận bệnh nhân mới từ hôm nay. Bệnh viện điều trị COVID-19 Củ Chi sẽ không nhận bệnh nhân mới để giải quyết bệnh nhân nặng, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi công năng. Tại họp báo thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố chiều ngày 23 tháng 9, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay, Sở Y tế tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sau dịch, các bệnh viện đã tách đôi hoặc chuyển đổi công năng để trở lại bình thường các bệnh viện, trung tâm y tế ở địa bàn là vùng xanh như quận 7, huyện Cần Giờ. Cụ Chi sẽ sớm được chuyển đổi thành bệnh viện bình thường và giao việc điều trị bệnh nhân COVID-19 cho các bệnh viện chuyên biệt. Từ hôm nay, ngày 23 tháng 9, bệnh viện điều trị COVID-19 Cụ Chi sẽ không nhận bệnh nhân mới để giải quyết bệnh nhân nặng. Đáp ứng nhu cầu chuyển đổi công năng, bà Mai nói. Trước đó, ngày 22 tháng 9, bà Mai cho biết về kế hoạch chuyển đổi công năng của các bệnh viện giả chiến để trở lại bình thường. Theo đó, Ban giám đốc Sở Y tế đang làm việc để thống nhất với các bệnh viện. Đơn vị trực thuộc về việc chuyển đổi công năng của các đơn vị này với mục tiêu làm sao đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Trước mắt, với bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ, Sở cho chuyển đổi công năng trước vì Cần Giờ là vùng xanh và số bệnh nhân COVID-19 đang giảm dần. Bà Mai nói, theo bà Huỳnh Mai, nhiệm vụ của ngành y tế là bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của người dân, gồm của cả bệnh nhân COVID-19 và các bệnh khác. Do đó, sở y tế có lộ trình chuyển đổi và sẽ có phương án chắc chắn để đảm bảo sức khỏe cho người bệnh các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chu thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé